Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 2 tháng 6 tìm giải pháp hạ nhiệt giá xăng dầu. Giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Để hạ nhiệt giá xăng dầu, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế với xăng dầu. Tờ Tiền Phong ngày 2 tháng 6 có bài đề xuất tiếp tục giảm thuế với giá xăng dầu. Bài báo cho biết nhiều đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trạng giá xăng dầu tăng, từ đó đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ nên sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng, trong đó có mặt hàng xăng dầu. Nếu để giá xăng dầu tăng cao, sẽ đến các mặt hàng khác đều tăng giá theo. Tương tự, đại biểu Bùi Mạnh Khoa, tỉnh Thanh Hóa nói, để giảm giá xăng dầu, đề nghị sớm quyết định điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, tương tự việc giảm thuế bảo vệ môi trường vừa qua. Cũng liên quan đến giá xăng tăng, tờ VN Express có bài đại biểu Quốc hội đề nghị giảm tiếp thuế để kìm giá xăng. Theo bài báo, từ 15 giờ chiều nay, ngày 1 tháng 6, giá xăng bán lẻ trong nước đã lập kỷ lục mới, vượt 31.000 đồng một lít xăng RON 95. Giá xăng sinh học E5 RON 92 cũng tăng lên mức 30.230 đồng một lít. Đây là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp của xăng trong chưa đầy 2 tháng. Hiện thuế suất giá trị gia tăng với xăng dầu là 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng RON 95 cũng 10%. Việc giảm thuế xăng dầu có thể ảnh hưởng nguồn thu ngân sách, nhưng Việt Nam có thể tranh thủ xuất khẩu dầu thô để bù đắp trong bối cảnh giá thế giới tăng. Liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, tờ Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 2 tháng 6 có bài Nghị định 35/2022/NĐ-CP cú hích chính sách phát triển khu công nghiệp. Theo bài báo, trước nhu cầu phát triển và đòi hỏi từ thực tiễn, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ra đời được cho sẽ tạo ra cơ hội và triển vọng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. So với Nghị định 82, Nghị định 35 được cho là hoàn thiện, ưu việt hơn khi các quy định trong các điều kiện của Nghị định được xác định phù hợp với thực tế, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Báo Lao động sáng nay cũng có bài lược bỏ một số thủ tục về thành lập khu công nghiệp. Theo bài báo, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về Ban Quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. Trong đó, một số thủ tục về thành lập khu công nghiệp đã được lược bỏ. Nghị định này gồm 8 chương với 76 điều quy định những vấn đề chung về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.